Vừa qua tại phòng số 5 nhà trọ 4/47 Lương Văn Can, phường An Cựu, thành phố Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, gồm Hồ Diên sinh năm 1993, Lê Thị Khánh Huyền sinh năm 1996 cùng tạm trú tại Lương Văn Can và một cô gái sinh năm 2003 là học sinh trú tại phường Thủy Dương. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện máy móc khác. Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Hồ Diên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, danh sách dâng lễ vật của các thành viên. Qua khai thác từ các phương tiện của các đối tượng và lấy lời khai từ chính các đối tượng kể cả nạn nhân ấy, thì hiện nay trên địa bàn tỉnh từ số đối tượng mà tham gia hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ này là khoảng dao động khoảng là 115 người. Trong đó là hầu hết cái số cố cán tích cực là 2/3 là người ngoài địa phương, trong đó cái số cầm đầu là cũng là người ngoài địa phương ở Hà Nội vác vào tham gia lôi kéo người ở địa bàn này tham gia. Qua công tác đấu tranh cũng như là từ phản ánh của những người, lời của những người mà gọi là đã từng lạc bước vào cái tổ chức này ấy, thì đây là một cái tổ chức là có cái giáo lý phản khoa học, một số giáo lý là phản khoa học và mê tín dị đoan, như là tin vào cái sự ngày từng thế của thế giới, rồi là một số cái giáo lý là dựng dù người tham gia là đi ngược lại cái truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, như là không thờ cũng ông bà tổ tiên, dẹp bỏ băng thờ, rồi là phụ những cái vai trò cái công lao tạo hóa sinh thành của cha mẹ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 220 đối tượng tổ chức người tham gia hoạt động hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào Huế thuê phòng trọ hoạt động. Để đánh lừa người dân, các đối tượng thường ngụy trang và vỏ bọc là buôn bán, kinh doanh tự do. Vợ chồng Hồ Rin và Huyền này thì tới là thuê rồi là cũng là gần một năm. Mục đích thuê thì ăn ở và nói là đi làm. Qua quá trình mà hai cháu Huyền và Rin mà ở thì thực sự ra thì tưởng là bạn bè tới chơi thôi. Và cũng tới cái giờ thì giờ cũng đồ tả 7 giờ rồi 9 giờ rồi về. Thì cũng không biết là cháu theo cái đạo này. Các đối tượng này á, là thường là tổ chức kéo thành cái nhóm từ 2 đến 3 người. Dưới hình thức là bán hàng kinh doanh đa cấp. Thông thường ngoài ra là các đối tượng là tổ chức thành một cái nhóm nhỏ, là thường tìm chọn những người mà nhẹ dạ cả tin, những người là những sinh viên, học sinh, phụ nữ, những người già có hoàn cảnh éo le bức hành trong cuộc sống để tìm lôi kéo vào người vào đạo. Mỗi một người dân là có, nhất là những cái bậc cha mẹ, phụ huynh, học sinh là phải thường xuyên quan tâm đến con, để con em mình, để chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường. Thì thông thường những cháu mà đã tham gia vào tà đạo này là có dấu hiệu là không ăn đồ cúng này, rồi là không thờ cúng tổ tiên này, rồi là có những cái suy nghĩ là nó lệch lạc. Trong đó là có nhiều cháu là có cái biểu hiện là xem cha mẹ, mà khi cha mẹ thờ cũng là xem cha mẹ, thậm chí là cha mẹ ngăn cản là đó là thế lực của ma quỷ. Đồng thời là các cháu có cái biểu hiện bất thường, có những cái lời nói cử chỉ là trái với bình thường, đặc biệt là có một số cháu là có biểu hiện giống như là loạn thần, mất trí. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Người dân cũng cần phải hết sức tỉnh táo, không tham gia vào tổ chức vi phạm này, tránh tình trạng tan cửa nát nhà, vừa vi phạm pháp luật, vừa tiền mất tật mang.